Hình như hôm nay cô trả bài kiểm tra đấy. Ừ. Ui, hồi hộp quá. Không biết tớ sẽ được điểm mấy nữa. Nhưng mà không sao, tại vì hôm đấy tớ nhớ là tớ làm bài rất tốt. Wow, chắc cậu lại chép bài của tớ đúng không? Chép không mà chép, tớ chỉ chép một câu thôi, còn lại tớ tự làm hết đấy. Tớ nhớ là hôm đấy tớ học bài hơi bị kỹ. Mà sao cậu thở dài thế? Cậu không làm được bài hả? Đúng rồi, kiểu này là lại bị điểm kém nhưng mà xem. Oh no. Đáng được. Yeah, yeah. Tiết này mà, kiểu gì mình cũng sẽ được điểm cao mà. Wow. Không có công mình cố gắng học tập. Cậu sao vậy? Lại bị điểm kém à? Bố mẹ đã sẽ làm tớ chết mất. Thôi đừng buồn nữa. Lần sau cậu chỉ cần cố gắng hơn thôi. Về nhà học hành thật chăm chỉ vào. Nếu không biết thì cậu có thể hỏi tớ mà. Thôi đừng buồn. Lần trước tớ bị 3 điểm, tớ có đến mức như thế này đâu. Chắc là lần này cậu bị 2 điểm đúng không? Tiểu Bảo Bảo, cậu bị ngứa răng à? Thế sao mà cắn mút hoài vậy? Còn bị cháy nữa. Không biết làm bài. Lẻ nữa, bỏ dơ quá mà. Mà này, cậu làm xong chưa? Cho tôi chép thôi. Không, mày xem tôi phải cho cậu chết. Cho chép đi, chẳng nhẽ tớ nộp giấy trắng à? Kệ cậu. Chép miếng thôi, xong rồi tôi cho 5.000. 10.000. Thôi được rồi. Đi. Nhanh lên. Đưa luôn cho nhanh. Lần đầu tiên trong đời mình được điểm cao như thế này luôn. Đúng là không đủ tiền. Tiểu Bảo Bảo, tại sao cậu được 9 điểm, còn tớ được có 8 điểm? Rõ ràng hôm đó cậu đã chết bài của tớ mà. Thì tại vì tớ thấy cậu làm sai một câu. Cậu không nói cho tớ. Thì cậu có trả tiền cho tớ đâu. Tiểu Bảo Bảo, thôi đáng đi. Được rồi, tớ sẽ biết cô. A few moments later. Tại cậu hết đấy. Tự nhiên đi mét cô. Đến bây giờ cả hai đứa đều bị phạt. Lại còn bị trừ điểm nữa. Trả tiền rồi. Làm gì còn tiền mà trả? Tớ hàng hết rồi. Rõ ràng là đưa 10.000 mà chỉ được 9 điểm. Mình thật là ngu ngốc. Cậu đừng có lại nhại nữa được không? Đau đầu quá đi.
Nó bài. Tôi chưa xong, đợi tớ một tí. Thôi, cố làm gì? Lẹ lên đi, cô trừ điểm cả ba mình bây giờ. Chưa, đợi một tí nữa thôi. Được, tớ nộp cho luôn này. Chưa xong mà. Hôm nay cô cho để khó dễ sợ luôn. Cậu làm bài thế nào? Thì tớ nghĩ là tớ làm sai một câu rồi. Thế vậy? Có 10 câu mà cậu làm sai có một câu. Lại là 9 điểm trong tầm tay rồi người nữa. Không phải. Không sao. Thì 9 câu kia tớ bỏ. Tớ biết làm mỗi câu. Nhưng mà đến khi ban nãy lên nộp bài tớ so kết quả với thằng lớp trưởng thì thấy kết quả của nó khác của tớ. Chắc là sai rồi. Chia buồn với cậu nhá. Tớ buồn quá. Chia buồn.